Em tôi đang quay con của anh cái này. À, con của anh à? Quạt phát vào, quạt ra. Làm liền, không mặt phải bên đây này. Cây này anh giao lưu bao tiền đấy anh Hùng? Giao lưu 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi? Ồ, giá rẻ giật mình. Làm liền già ôm đá. Đấy. Kiếm được hòn đá đẹp hết nhỉ? Đá nguyên bản của Việt đấy. Em có mấy cây muốn em muốn kiếm mấy viên đá mà khó. Thích cái này. Tổng thể đây lên. Ờ, okay. Ở đây mặt trời đây. Đấy, mặt đấy, mặt trời đấy. À. Thấp tận bay dưới đi. Êm ái, giá rất êm ái. Anh đọc lại số của anh em biết lên. 0986. 840535. 840535. Anh Hùng nhá. Anh Hùng Trương Mỹ nhỉ? Không lừa đấy gì ạ? Quay nó tâm này lên. Đấy, đứng xem bên này đi. Ôi chật chật. Đấy, ngược sáng. Ngược sáng. Đấy, chéo như này. Được, thôi thôi, được. Nhìn thế này là mê lắm rồi anh. Đấy, đây này đẹp lắm. Đấy, như này ông nào đặt lên một cái hang nước, được. Đặt cả... hoặc là đặt cả chậu này lên hang nước, được. Mặt này chiếu xuống nước đẹp. Chiếu xuống nước đẹp. Đấy, chúc anh giao lưu thành công cái này nhé. Đấy. Bác nào yêu thì cứ gọi thẳng cho chúng nhau. Vâng. Rất già nha. Đấy, ngon rồi. Ok. Thấy đẹp đấy. Sang đây tí. Giả 600 bao nhiêu tiền nào của đời. Ông người này, ông người toàn cây mới. Không. Một chị em đố anh đi 10 cái thảo ăn được. Bà ấy mua 600 cho vui. Rồi, vui gì? Cây già tục trọng, cây nó nhiều thế hệ đấy. À, có tử có tôn đấy. Thế là giao lưu đấy. Có người là người làng, giao lưu người làng anh em với nhau tình cảm đấy. Giao lưu người làng đấy. Ừ. Bệt đấy, bệ bãi kinh. Cây bờ bãi mà nó già đấy. Thôi, bán vui. À, thế là nổ rồi. Mua của anh Nhàn. Nổ rồi. Ra là mua cây của anh Nhàn. Nổ rồi. Chào người đẹp. Nhiều. Ừ. Này, thức khuya lắm, nhìn thức khuya lắm. Đây này, tối em lên nhà em giả. Ai nó đi đâu? Tất tay đấy. A Lộc 5.000. Đang giao dịch thế là. Đấy, ông nào ông chở cây si à ông anh. Cái này bao tiền đi ông? Cây Hải Châu nhỉ? Hải Châu. Cái này là cái gì vậy anh ơi? Cây chanh. Cây chanh nhỉ? Cái này có nhiều tiền không ạ? Này chắc nó cũng mấy trăm nghìn. 300 nghìn của bạn không anh? Thôi. Bế luôn. Bắt tay. Nói vui các bác, cây của ông Nhạn. Đấy. Đỏ lắm. Nhà bán cây này nó mua cây của ông Nhạn. Đây à, cây này là ông bảo bao nhiêu tiền nhỉ? 7 triệu à? 8 triệu. Xanh quê đẹp đây. Đúng là phân cây trông trọng như thế. Cái này trồng, ba cây trồng. Thế còn cây này cũng bao nhiêu tiền nhỉ? 8 triệu, hai cây đều 8 triệu. Đáp đây. Đẹp quá, giao lưu đi, giao lưu mạnh đi.
Hồi này của ai ấy nhỉ? Bao nhiêu tiền đây? 8,5 triệu. Ôi tàu thân lạ quá, đẹp quá. Tàu 8,5 triệu. Nó thì tàu nó hớt người, thông hơn người. Thế xe hơn người. Đẹp đấy. Đẹp đấy. Ê, nhìn quen lắm, cái hồi này nhìn quen lắm. Quá đẹp. Này, lách vào đây cái nào. Phượng Vũ đấy, Phượng Vũ đấy, hả? À? Người mẫu đây à? Đây người mẫu, Phượng Vũ. Đây hồi rắn Phượng Vũ đang phải đuôi phải cánh để bay lên đấy. Chất liệu hồi tàu xịt, hồi tàu lá rất đẹp. Đấy, rất hay. Ai về làm sáng tác nghệ thuật thì tuyệt vời. Anh ra rồi à? Đấy, thần đường thân kích không? Hôn đi cho nó lên đường sớm. Đốt đi, đốt vía đi. Đấy, ok đấy. Còn loạt này thì đã từng quay rồi. Đấy, người hút thì không mời. Đây có ông nào đây? Tí ông nước anh ạ. Dạ. Đây gì? Không không. Chỗ này đi. Bên kia. Chỗ cây to to này á? Chỗ ô tô kìa. Chưa chưa. 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 Đấy. Đi. Cứ làm việc ra. Nhưng mà giờ là căng lắm. À đây. Đây mất tích bao năm đây đúng không? Mai chú thủy. Đây của Hiếu mà đợt bảo là bị mất cắp ở vườn ấy. Bây giờ tìm lại được. Em thì đã lên đường rồi. Đấy, tiếp tục ở chỗ này cái. Sáng giờ đã được bắt tay phát nào như em chơi rồi, chơi hai phát rồi. À, hay quá. Đây đang thịt con này đấy. Đang thịt ruột đây. Bè bè nhìn bãi ghê đấy nhỉ. Điền đấy. Quê. Quê à? Điền thì mất lâu rồi, Điền em về lâu rồi. Điền đấy. Điền đấy. Điền đấy. Điền em về kia chạy rồi. Điền hạt đấy em ạ. Điền này. Quê, anh bảo là quê chứ không phải. Anh bảo quê thì ớ. Có chấm. Điền là chấm. Điền có chấm. Điền nhiều dòng điền lắm. Em gọi là điền là chấm. Vũ bò. Tinh anh. Tinh bao nhiêu nào để bắt tay tiếp nào. Hôm nay mua cả chợ luôn đấy. Đang tiền ứ động tiền mặt. Không? Thôi ra lộc 50. Được rồi đấy, xong rồi đấy. Chơi. À. Mua cây cốt lấy cái chậu thôi đúng không? Chậu này nhá. À. Chậu thì bao tiền? Chậu anh mua 500 rồi. Chết mẹ. Câu nói. Hỏng. Nó bảo nó từ lại. Ớ mẹ rồi. Ớ mẹ. Chậu hay đấy. Để các ông bắt tay với nhau. Được. Cây cuối. Nhiều cây cuối. Cây này bao tiền đấy ạ? Cây đấy 2,5 triệu. Cây hôm trước một cây rừng bán rồi không? Đấy, ăn cái rừng này không? Đẹp, lạ đấy.
À đấy, củ đa đa đây. Đây các bạn này nhiều quả lắm. Nhiều quả. Ăn núi. Nó có củ đấy. À, nó giống cái nó là cây đa đỏ ngày xưa. Em có một cây đấy. Búp bao nhiêu quả ớt xích. Hai cây. Bắt đầu chuẩn bị đỏ đỏ. Bây giờ anh không? 9 giờ thôi. 8:45. Mày quá. 9 giờ phải đi rồi. Đấy, rừng dưới. Cái này 3 triệu đúng không? 3 triệu. À, xương cá. Đấy, rêu đẹp nhỉ? Rêu này kiếm đâu nhiều? Kiếm được đâu nhiều rêu đấy em? Ruộng có. Em nhìn nó sạch này. Bao nóng đây. Có nhiều cái rêu ở trên tường ấy nhỉ? Xanh mướt đấy nhỉ? Xanh cao đây. Nó lại sạch nhỉ? Cái này dây nó có cả đất được không? Nó không dính. Nó không dính rác nhỉ? Hay nhặt đi rồi. Thế nhà mình có bán cái rêu nữa không? Có nhiều người muốn mua rêu đấy. Em có hót ở các cái núi cao mà. À đúng rồi. Vì cái đất này là đất bãi thì mới có được cái này đúng không? Ừ, đất nó sạch. Sạch thì mới có. Sạch ẩm. Đất răng rác này. Sạch ẩm thì móc lên nó mới dễ. Dính rác thì nó lại rơi hết. Rác mà nó có cát nó tơi đúng không? Rơi. Đây là được hàng miếng luôn, hay quá. Lấy về ít đắp cây được. Một khi cứ phải đi mua, người ta bán những cái hộp như hộp cơm. Không sao. Rêu này. Phải đóng vào hộp như hộp cơm hộp. Được, bán được. Nhiều người mua. Nhiều khi các cái cây về đẹp. Tìm không có. Người ta bán trên mạng ấy. Mấy 15.000 một cái hộp cơm. Mấy miếng. Rồi, ok. Cảm ơn người đẹp. Đây, cây gốm hưởng này. Cái đấy bao nhiêu được không? Hả? Cái đấy bao nhiêu? 5 triệu. 5 triệu, đấy. Hàng sách tay. Sách tay thôi nhưng mà nó là đồ chơi rồi. Này, sách đi châu Âu được. Châu Âu đuổi về ngay. À, không có kiểm dịch. Đấy. Đấy. Hay quá. Sách châu Âu đuổi về ngay. Đuổi luôn. Đuổi luôn ngay rồi ngồi cổng. Nhưng mà chưa đi đủ đẳng cấp quốc tế được. Đồ chơi nó vẫn là đẹp dạ. À, đẹp quá. Đồ bỏ túi. Đúng. Đồ chơi. Để đút túi đi qua hải quan vô tư. Ok các bác. Đây rất hay. Đây có ống cửa. Đấy. Đấy, lên đầy đủ hết. Lên đầy đủ hết. Quay soi từ nãy giờ ông. Người lên chưa? Đây, nghệ nhân đây. Đây phải lên đi. Đấy. Đẹp dài nhất chợ. Gọi là cảnh quan cửa hàng đẹp. À. Đẹp quá. Con nào cũng đẹp. Con nào cũng chậu chiếc cũng sạch sẽ. Cái này đi. Xì đấy. Làng này đẹp quá. Cái tuyển phải lấy mẹ con này. Cháu chỗ ở chẳng có. Thôi. Nhìn em lắm không làm gì được. Đấy. Cảm ơn ông. Hay quá, ra hàng cũng đẹp quá. Cây nào cũng chậu đẹp. Cây đẹp, chậu đẹp, giá hợp lý. Ừ. Hãy đến với Bố Hưởng nhé. Đã. Ok. Xin cảm ơn anh em.